Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. Thì đây là hai mẫu tai nghe hôm trước mình đã post trên tab cộng đồng và được các bạn quan tâm rất nhiều. Và đầu tiên trước khi mở hộp thì mình sẽ xin lỗi các bạn hai điều. Thứ nhất đấy là về cái thời gian public video thì mình đã hứa lên vào trưa hôm qua, nhưng mà do là công việc của mình bận quá nên là hôm nay mình mới có thể làm video và chia sẻ đến các bạn. Cái thứ hai đấy là về mức giá của nó, thì khi mà mình bắt lên ấy thì mình có để là mức giá hơn 200k, nhưng thực ra là nó khoảng tầm là 300 gì đấy. Khi mà cái thằng em mình nó mang về, nó bảo anh ơi em có một cái mẫu tai nghe này khoảng tầm là hơn 200 thôi, nhưng đến lúc nó hỏi lại ông chủ của nó thì chủ nó báo lại là cái mẫu tai nghe này khoảng tầm hơn 300. Thì nói chung là với cái mẫu tai nghe này với hơn 300 thì mình thấy nó cũng ổn, nhưng chủ yếu là mình xin lỗi các bạn về mức giá khi mà mình để nó hơi bị lệch một chút so với mức giá bán ra của nó. Và cảm ơn Chiếm Tài Mobile đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này. Các bạn quan tâm thì có thể tham khảo tại website của Chiếm Tài Mobile nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cũng như chia sẻ về mẫu tai nghe này đi. Thì trước tiên các bạn sẽ thấy rằng là ở trên cái vỏ hộp của nó thì có khá là nhiều trai xinh gái đẹp, râu ria đủ đầy đủ các thứ. Và chúng ta sẽ để ý ở đây, đấy là công nghệ Bluetooth mà nó đang được sử dụng, đấy chính là Bluetooth 5.0. Cái thứ hai, đấy là chúng ta sẽ phải mở nó ra thì các bạn mới thấy được là cái sự đặc biệt của cái tai nghe này nó là gì. Khi mà các bạn sẽ thấy rằng là cái tai nghe thì nó cũng sẽ khá là nhỏ nhắn xinh xắn để cho các bạn có thể là dễ dàng đeo lên tai, và cũng như chúng ta cũng sẽ có thêm một số nút để có thể chỉnh theo tùy từng kích cỡ lỗ tai của từng người để cho các bạn có một cái đeo khi mà đưa lên tai là thoải mái nhất. Và cái nút bấm ở trên cái tai nghe này nó sử dụng sẽ là nút cứng chứ không phải nút cảm ứng. Thế nên rằng là khi mà các bạn sử dụng cái tai nghe này để nhận cuộc gọi thì các bạn sẽ phải bấm vào tai nghe, và cái đó nó sẽ hơi đẩy vào tai, sẽ khiến cho chúng ta nó hơi bị đau tai một chút. Nhưng mà không sao, nói chung rằng là mình thấy cái trải nghiệm này nó cũng khá là ổn. Nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn để đeo lên tai thay vì là sử dụng cái nút cảm ứng. Và cái nút nhấn cứng trên cái tai nghe này nó sẽ có một số chức năng, như là khi các bạn nhấn giữ vào nó sẽ là nút nguồn bật tắt, chúng ta bấm 2 lần sẽ là next, chúng ta nhấn 3 lần thì nó sẽ là previous, và khi các bạn bấm 1 lần vào thì nó sẽ là play hoặc là pause. Nói chung là những cái thao tác để sử dụng trên cái nút này rất là tiện lợi. Và mỗi lần các bạn sạc đầy cái tai nghe này thì các bạn sẽ có thể nghe nhạc được khoảng tầm 2 tiếng cho tới 2 tiếng rưỡi, tùy theo là thể loại nhạc các bạn đang nghe là gì và cũng như là mức âm lượng các bạn để là bao nhiêu. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có một cái kén chứa tai nghe rất là lớn khi mà các bạn mở ra này. Hai cái tai nghe khi mà chúng ta đặt vào thì nó vẫn thừa rất nhiều diện tích. Và trên tai nghe thì tất nhiên khi các bạn đặt vào nó sẽ có đèn để báo sạc màu đỏ, và trên cái kén nó cũng sẽ có thêm 4 cái đèn nữa để báo tình trạng về pin. Thì hiện tại nó đang còn 3 vạch pin, tức là còn khoảng tầm 70% pin trên cái kén này. Vậy thì tại sao hai cái tai nghe nhỏ nó thừa nhiều diện tích như thế này mà nhà sản xuất lại sản xuất cho chúng ta một kén lớn đến như vậy? Đó chính đến từ việc cái kén này sẽ đóng luôn vai trò là một cục sạc dự phòng cho chiếc điện thoại của chúng ta. Và cái chuẩn sạc để chúng ta sạc vào cho cái kén này nó sẽ là micro USB. Tất nhiên cổng out nó sẽ là USB A để cho các bạn có thể tương thích với tất cả những chiếc điện thoại hiện nay. Cái kén này thì nó sẽ có dung lượng là 2000 mAh. Nó không phải là một cái dung lượng quá lớn, nhưng nó cũng sẽ đủ để cho các bạn có thể là sạc đầy khoảng tầm 30-50% pin của một chiếc điện thoại trong trường hợp mà các bạn đang cần sử dụng điện thoại mà điện thoại của bạn lại gần hết pin. Quá ngon đúng không ạ? Các bạn sẽ có một thiết bị tai nghe True Wireless giá rẻ, nhưng các bạn cũng sẽ có một cục sạc dự phòng đi kèm luôn. Thì đây là một điểm mà mình thấy rất tuyệt vời, mà gần như là các bạn chưa thấy một chiếc tai nghe True Wireless nào có thể làm được điều đó. Và ở đây thì mình đang có cái kén màu vàng, và tất nhiên chúng ta cũng sẽ có những màu sắc khác nhau, và cái màu sắc này thì nó sẽ thể hiện rõ trên cái vỏ hộp. Ở đây thì mình sẽ có thêm phiên bản màu đen, mình sẽ mở ra cho các bạn xem thêm cái phiên bản màu đen này, xem rằng là nó có khác biệt nhiều hay không. Thì đây đó, với phiên bản màu đen thì rõ ràng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ sạch sẽ hơn, nó không để lại những cái vết bẩn, vết ô, vết dơ ở trên cái tai nghe này. Cái đèn này thì nó sẽ yếu hơn so với cái phiên bản màu vàng, bởi vì màu đen nó sẽ che khuất gần như là toàn bộ những cái đèn mình phát ra. Còn với phiên bản màu vàng này thì ánh sáng của chúng ta sẽ xuyên ra ngoài được. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà đóng nắp vào, các bạn vẫn có thể nhìn thấy là nó đang được sạc, và nó sẽ thể hiện rõ là sạc đầy hay chưa bằng việc khi mà sạc đầy nó sẽ lên màu xanh. Còn về chất âm của cái tai nghe này thì nếu như các bạn đã xem qua cái video mình đánh giá chất âm của tai nghe Redmi AirDots thì mình có thể nói rằng cái tai nghe này giá rẻ hơn nhưng chất âm của nó còn tốt hơn một chút so với cái tai nghe Redmi AirDots. Mặc dù là cái giải chung của nó, cái giải để thể hiện những cái âm sắc của nhạc cụ như là giọng hát của ca sĩ, nó vẫn hơi tối một chút, nhưng mà bù lại thì hai cái giải còn lại nó lại làm tốt hơn so với cái chiếc Redmi AirDots, khi mà cái âm trống, âm bass nó không bị quá là giả, nó không
không bị ra cái tiếng subwoofer giống như trên chiếc Redmi AirDots, và cái giải chép của nó cũng làm khá là tốt. Thì đây là một cái điểm cộng nữa mà mình dành cho cái chiếc tai nghe này. Nói chung là với phân khúc tầm giá loanh quanh 300k thì đây là một cái tai nghe rất đáng để cho bạn có thể quan tâm và lựa chọn, bởi vì nó có một cái thiết kế nhỏ gọn, nó có nút bấm cứng để cho chúng ta có thể dễ dàng đeo lên tai, nó có một cái chất âm ổn, và đặc biệt đấy là với cái kén này thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho bạn có thể là dùng sạc cho những chiếc smartphone. Và các bạn thấy sao với tai nghe này với phân khúc giá là hơn 300k thì các bạn có thấy nó hợp lý hay chưa? Hay là các bạn vẫn chửi mình bảo là hôm qua thì đang hơn 200k, hôm nay thì lại nói là 300k? Xin một comment để lại cái ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận của video. Và đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.